Chị Nhung nợ cá Phan một ân tình. Không bao giờ trả hết. Chị thương các em nhiều lắm. Đôi khi chị hai có những cái mà không có quan tâm thì các em mới bỏ qua cho. Nhưng mà trong lòng rất là thương và rất là trân trọng. Và chị nghĩ là cả cuộc đời này chị sẽ không bao giờ chị trả ơn được cho tất cả fan của mình và khán giả của mình. Chị có biết là mỗi ngày làm những cái việc gì tốt cho xã hội, đó là chị trả lại cái công ơn cho tất cả mọi người. Bây giờ thì trong cái thời gian qua là chị thấy là cải lương đang đi xuống rất là nhiều. Chị muốn là đang còn lúc khán giả yêu thương mình và mình cũng đang còn đẹp. đang còn Chị đẹp. sẽ mãi đẹp. Cũng còn có sự trẻ trung, sự đẹp. Nên chị muốn cải lương phải đi thăm đỏ, đi họp báo. Chị muốn làm cái cải lương ra một cái họp báo và các anh chị em cải lương đi thảm đỏ và ngồi trên một cái rạp coi cải lương của chị, để cho tất cả mọi người nhớ lại cái cải lương của mình không thể nào mà quên được. Và chị cho những đứa con của chị thấy là cái bộ môn nghệ thuật cải lương không đơn giản mà để con bước vô, không đơn giản để con hát đâu, và để cho tập từ đầu cho tới cuối và biết quý từ cải lương thì con mới hát lên được ca nhạc hay, con mới biết quý được cái nghề của con. Người nữ ca sĩ Phi Nhung, sau bao nhiêu năm trời thì em nghĩ rằng là tên tuổi của chị chỉ ngày một tới với công chúng nhiều hơn và luôn luôn nằm trong trái tim của người hâm mộ. Cho nên là bọn em thì muốn quay lại một chút những cái thời kỳ đầu để có thể thấy được những cái khó khăn vất vả. Em biết là chị không bao giờ muốn nói về khó khăn, chị không bao giờ thích nói về khó khăn, nhưng với những cái người mà lứa nghệ sĩ đi sau hay là với những người khán giả yêu thương chị, em chắc rằng họ vẫn sẽ luôn luôn muốn nghe những cái câu chuyện để từ chị họ sẽ có được những cái kinh nghiệm để họ có thể vượt qua cuộc sống khó khăn của họ thì sao. Cho nên là em vẫn muốn hỏi chị hơn về cái câu chuyện thời kỳ mà chị mới bắt đầu đi hát. Thì cũng phải có một người đưa mình lên rồi khán giả mới biết mình là ai. Thì lúc đó là Nhung còn ở Tampa, Florida. Thì Nhung hát vòng vòng ở trong chùa với nhà thờ và Tết của Việt Nam mình. Mình góp chút tí thôi, chứ lúc đó cũng mập bẹ chứ cũng không có biết về nhạc lý, không có thật sự ra là một con zero. Lần đầu tiên mà được hát với một ca sĩ có tên tuổi, đó là ca sĩ Trizy Phương Trinh, hát một cái bài hát lần đầu tiên là Dấu Chân Kỷ Niệm. Thì thường thường ca sĩ hát lót phải hát trước, xong rồi chỉ đang make up thì Nhung hát, xong cái chị bỏ make up, Nhung thấy chỉ đi ra cái cửa chỉ nhìn, xong chỉ đi vô, rồi xong cái Nhung đi vô cái chị nói: "Trời ơi, sao Du hát hay quá vậy? Sao Du không đi hát?" Nhớ cái câu nói đó. Rồi xong nói chứ dạ em không biết đi hát ở đâu. Xong chị nói: "Mi có phòng thu, mi có cái này kia vậy đó, mi có tiệm băng là này nọ vậy. Du đi với mi đi, mi giúp cho Du hát." Xong nói dạ, nếu mà chị muốn thì em đi. Thế là suy nghĩ trong vòng một tuần rồi bắt đầu đi đi qua Cali. Khi qua Cali cũng không biết Cali là cái gì luôn. Coi như là trong túi chỉ có 300 đồng là đi qua ở luôn luôn, ở luôn cho tới giờ đó, Ở luôn. ở luôn ở nhà Nhưng mà Trizy. lúc khi chị rời khỏi Tampa là chị có biết là chị sẽ ở luôn ở Cali không? Không biết, ở một tuần coi thử làm sao, xong rồi bắt đầu nói thôi em ở luôn. Xong chị nói ở đây đi, mi dạy cho hát nè, cái chỉ có cái trung tâm mỗi ngày là bước ra cái Phước Lộc Thọ bán CD cho trung tâm, rồi bắt đầu tối là vô phòng thu, cái phòng thu trong đó luôn, thu về xong rồi cho chị nghe. Xong chị nói là hát dở quá, sao kỳ vậy. Rồi bắt đầu cái là qua bữa sau chị đi hát về, xong chị cho mình cho chị nghe, chị nói hát gì mà sai lỗi chính tả quá. Rồi xong cứ như vậy mà kéo suốt hoài cho tới 2 năm trời, thì bắt đầu chị mới chọn ra được 2 bài, đó là bài Nỗi Buồn Qua Phượng và Nối Lại Tình Xưa. Rồi bắt đầu chị cho đi chụp hình thì anh Thái Tài chụp hình, thế là mình làm make up cái mặt mình đã tây, tự nhiên mình hát nhạc quê hương mà anh làm cái mặt mình như là một người Mỹ khác lạ. Tự nhiên bắt đầu nhìn vô cái gương bắt đầu khóc, mà bắt mặt cái áo nó hở ngang đây nè, cái miệng thì vẽ lên cao vậy, trời ơi, nó không phải cái miệng của mình, rồi con mắt cũng không phải của mình, cái gì nó cũng không phải của mình hết. Bắt đầu chụp hình không được, thế là không chụp. Nhưng mà chị lên chị bắt chụp thì phải chụp, mà vừa chụp mà trong lòng không biết là phải mình không.
thì bắt đầu chỉ cho ra được hai bài cùng với chị Mỹ Huyền với lại cô Hương Lan, mà cái hình nó bỏ ở trong á chứ không có được bỏ ở ngoài. Cái ở ngoài là chỉ để hình Hương Lan với lại chị Mỹ Huyền thôi. Thì chị bán CD thì cũng khôn lắm, xong bắt đầu khách vô cứ mở nhạc của mình lên, cứ mở bài Nỗi Buồn Qua Phượng rồi Nói Lại Tình Xưa, một ngày mà mở hoài hai cái bài đó rồi khách vô mua. Cái nói chứ cô có ca sĩ mới kìa, nghe hay lắm á, nghe đi. Xong bắt đầu nghe, khách vô nghe cái, ủa ca sĩ đó tên gì ạ? Ờ ca sĩ đó tên Phi Nhung á cô. Xong rồi bắt đầu là cái này ờ cũng hay ha, cho cái dĩa đó đi. Là cứ nó cứ cho cái dĩa đó thì cứ đưa dĩa đó ra, đâu ai biết mình đâu. Bắt đầu là cái dĩa bắt đầu bán được, thế là mình cứ đẩy của mình lên. Xong bắt đầu cái là mà thấy mà ai mà quen cái bắt đầu cái lật cái hình của mình ra để vào trong cái hình vỉa CD ở ngoài á, cô đây nè. Nhưng mà ở ngoài mình đâu có giống, ở ngoài con nít lắm mà ở trong đó nó già, cũng không ai nhận ra mình. Nói, ô cái cô này like. Xong nhìn mình sao giống giống hả? Dạ cô giống em vậy đó, chị mua đi. Thế là bán rất là nhiều. Thế là mình sau cái dĩa đó là mình thành công. Một năm sau nha, thì trong một cái năm đó là bắt đầu Tracy dắt đi hát, chỉ chọn được ba bài mà bài nào cũng giống cái tông vậy đó, không nhận ra được, không nhận thức ra được là si thứ, mi thứ hay là cái gì bài hát. Chỉ biết là cái bài đó ban nhạc nói à cái bài đó là mi thứ, gọi là em, rồi nhớ là bài nào cũng cho vô cái loại em hết. Xong thế là cứ lên tập là thấp quá cao quá, thấp quá cao quá cứ xuống. Mà ban nhạc dễ thương lắm, tại thấy mình quá nhỏ nên mấy anh thương lắm, mấy anh chịu khó tập. Rồi bắt đầu cái tập xong cái hát được cái đi luôn, chứ cũng không hỏi là à cái bài đó tông gì, không biết thiệt sự luôn. Thế là trong cái năm đó bắt đầu cho đi ra châu Âu luôn, là đi một chuyến đó là cứ mỗi tháng 12 là đi tới mười mấy show, đi mà đi không ngủ, đi mệt nghỉ luôn. Nên là đi từ không biết nhạc cho tới khi biết nhạc cái bài đó là à bài đó là tông này, tông này, tông này nha, là từ bên Âu Châu là ban nhạc khác chỉ cho. Hát được hai bài là mừng lắm, mà tự nhiên hát lên là khán giả thương liền, không biết tại sao. Rồi bắt đầu CD mình có cái một cái CD đó là chưa được ra CD khác, thì bao nhiêu ca sĩ hát có khi bán CD còn hơn cái số tiền mà mình đi hát, nên ai cũng bán thì mình cũng đem ra mình bán. Mà mới có mấy phút là mình đã hết 50 cái CD. Trời ơi tiền nhiều dễ sợ luôn. Tức là chỉ sau một năm thì mình đã có vốn liếng cả âm nhạc này, cả về tiền này, cả về CD đúng không ạ? Đó. Nhưng mà hầu hết thì do người gọi là đỡ đầu chị. Là Tracy Phương Trinh. Dạ. Yeah. Chị là cho Nhung một cái cuộc sống tới ngày hôm nay. Và chị cho Nhung một cái tình cảm gia đình. Và chị cho Nhung một cái kinh nghiệm về con người sống như thế nào. Là Nhung học hỏi Tracy rất là nhiều, và tới bây giờ Nhung cũng vẫn học hỏi chị. Và nói, nếu mà nói là Nhung sẽ, nếu mà trả ơn thì Nhung sẽ không có trả ơn cho chị được. Nếu mà chị coi cái chương trình này á, thì chị biết là em sẽ không có trả ơn cho chị được. Nhưng mà em sẽ làm những cái gì mà cho xã hội, cho cái từ thiện. Đó là một cái điều mà em trả ơn lại cho Tracy. Thực sự mà nói, thời điểm đó khi mà chị bắt đầu nổi lên và các cái bán đĩa ngày một nhiều hơn, lúc đó người ta gọi chị Phi Nhung là một cái giọng ca kế thừa dòng nhạc trữ tình quê hương của ca sĩ Hương Lan. Khi nhận được cái danh xưng đó, lúc đó chị cảm thấy như thế nào? Khi mà nhận được cái danh xưng đó là bắt đầu là sóng gió ập tới. Giọng của cô Hương Lan nó là một cái lịch sử rồi, nên hát giống giống là tại vì lúc đó là hát giống giống cô Hương Lan lúc còn trẻ thôi, tại vì quá ngưỡng mộ cô Hương Lan. Nghe nhạc của cô Hương Lan là lúc đó nghe cổ hai luyến lấy như sao thì bắt chước như vậy. Mà khi mà được mọi người nói như vậy là rất là sợ, thế là phải tập sao mà cho ra cái giọng của mình. Và tối ngày cứ tập, và những cái cô lại luyến lái thì lại Nhung không luyến lái giống nữa, mà Nhung phải luyến lái qua khác. Nhưng mà khi luyến lái qua khác mà cô Hương Lan nghe được là cô Hương Lan gọi, tại sao em hát như vậy, cái chỗ này nó là như vậy, tại sao như vậy, không được hát như vậy. Thế là bị la. Mà cô Hương Lan rất là thương, giống như thương mấy người trẻ mấy như hồi đó đó, thì cũng muốn là giống như mình phải hát luyến lái cho đúng và nhịp nhàng cho đúng, không thể nào muốn luyến làm sao luyến hay muốn làm gì làm, không có được tự hát. Khi mà chị đã hát ra rồi mà em hát lại là phải hát cho đúng, chứ không cần phải hát hay mà là phải hát cho đúng. Thế là đúng thì là không được, đúng thì không phải là mình nữa. Vâng. Nên chấp nhận bị la, mình phải đi theo con đường của mình.